Đây, hello anh em. Nay mình bán quầy vốn với 800 nè anh em. Đúng chất luôn anh em. Đó. Với 800 candy 216 siêu đẹp. Anh em coi clip là biết rồi nha. Đó. Quay vậy là anh em biết rồi. Cái này là khách quen của mình nha, anh em chơi chung lâu rồi. Trước anh đi Z3 nè. Đó, xong rồi bây giờ anh đổi Z8 thôi. Hỗ trợ anh em chơi xe. Một phần ngày nào anh cũng lên coi clip của mình. Ồ, cái bô có bô độ luôn nha anh em, bô độ là bỏ bọc đem về nè. Ừ. Bô titan nè, titanium. Đó. Vỏ nè, đẹp không? Xe chưa rửa luôn á, anh lấy luôn á. Xe này chạy cua gái đẩy bài luôn á. Cười cười. Cười. Ôi, dạ. Thấy nào chưa anh em? Đâu ấy thì con. Bỏ vô dinh cho anh em nghe. Tại giờ tết bộ độ rồi. Hồi nãy bô độ nổ to lắm, giờ bô zin nè. Con này là đèn led hết luôn rồi nha anh em. Rồi ok. Bô zin nó vẫn lực mà. Bô zin nó vẫn lực. Sao anh mình nêu cảm nhận coi, không có thấy mặt đâu. Nêu cảm nhận mình nói vậy. Qua... qua thời gian thì anh em cũng biết Minh thì hôm nay cũng ấy đến nhờ Minh mua những chiếc xe thấy ok. Em nói rồi, xe này á anh không lấy là có người lụm liền. Hồi nãy thằng nãy có nói với anh không? Thằng nãy á nó nói anh không lấy là bạn nó qua lấy. Xe đẹp đúng không? Về là dân chơi xe nhìn vô nó biết liền. Cái rồi canh đi này là nhìn vô là biết liền à. Đẹp. Anh lấy cái gu này không? Để cũng được mà gửi là cũng được. Để luôn đi. Để luôn chơi ba kính hiểu không? Mình dư kính luôn, mình chơi ba kính luôn. Rồi, bây giờ là em đi chụp hình quảng cáo cho dầu gội Romano. Dư kính là công an nó phạt đi. Vậy dư kính là công an tặng thêm tiền hiểu không? Vâng, nó sẽ nói em là công dân chấp hành đúng pháp luật, dư pháp luật hiểu không? Ba kính luôn. Thôi nhìn xe ngầu à, gắn ba kính nhìn ngầu à. Rồi xong rồi anh, bye bye anh nha. Đây là bạn của anh luôn nè. Đó, đẹp trai rồi anh. Giờ anh chạy về Tây Ninh luôn hả? Về Tây Ninh. Anh bên nhà có mấy sinh viên nữ ở trọ không anh? Đi vô coi chừng là lẹt thôi, đẹp ra không được. Nè anh em nè, cho anh em coi nè. Nhông sinh dĩ nè, đó. Xe chưa có rửa nha anh em, nói thẳng luôn là chưa có rửa luôn á. Anh lấy gấp quá luôn á. Gì vậy? Lấy gì cũng dạ. Ai đưa cho anh ra chỗ bánh xe miền Tây. Nè anh em hai chị nè, cái con này còn sao là giao lại anh em vậy luôn, có anh làm chứng luôn á. Đồ chơi là để trên xe là nguyên hết luôn đó, hai chị đầy đủ rồi đó. Rồi bye bye anh. Trên xe có hình con rồng, con này là con rồng chúa nè. Rồng chúa anh em dịch là gì? Con này làm sao hả anh? Không, anh ôm luôn, anh ôm luôn. Khó chạy xe lắm á. Ôm được. Rồi 299. Để coi con này ơi. Để chờ xíu ơi, quay coi. Nghiêng lại đây xíu anh, nghiêng qua em nè. Rồi ok. Rồi còn nhớt còn mới tinh luôn anh em. Nhớt còn mới luôn, khỏi thay nhớt nha. Nhớt còn mới. Nó có cục canh nhớt ở đây nè anh. Điên 2.000 cây nữa là anh đổi xe mới luôn, đổi Z1000. Rồi bye bye nha.
coi chừng ta tưởng cầm hàng để chém lộn anh ơi, cầm cái kỹ lại. Ủa sao không dắt ảnh ra, dắt ảnh ra bến xe. Giờ nó dắt anh ra bến xe. Giờ anh về Tây Ninh, từ đây về đó là 1 tiếng không ta? 1 tiếng mấy hả? Đèn này sáng lắm anh. Rồi dắt anh ra bến xe. Bye bye nè. Sao? Xe đẹp quá. Có tiền à, không tới lượt mấy anh này à. Bữa nay sao nổi mụn rồi. Ôi bữa nay đẹp trai, bắt đầu đẹp trai. Đây là tổ chủ sự bắt đầu đẹp trai. Đây là ẹt trộm chó của con lính mình nè. Đẹp không? Xe này là xe dành riêng cho trộm chó. Đẹp không? Hả? Đẹp. Biết sao mà ta lấy trộm chó không? Mách. Khoan. Đề ba ok. Cái yên nó êm, có thể chở chó được. Bây giờ em lấy giấy 8 thôi em chở chó. Đúng không? Em chạy vừa tới nhà ồn chó nó sủa rồi. Con này rất là êm. Con này lướt gió. Cái gì da động trộm chó hết rồi. Nè. Tại sao mà người ta lại lấy ẹt đi chợp chó? Cái bô rất là êm. Em làm mô tô em cũng hình dung ra mà. Thường thường mấy xe mà bô mà em kêu êm như tiếng bô ẹt đúng không? Có ai nói êm như tiếng bô winner không? Êm như tiếng bô rider không? Tao nói êm như xe ẹt. Thấy không? Đúng không? Lúc mà mô tô nổ đó đó. Vừa êm, vừa lướt. Rồi vừa đề ba ok. Với lại nó nhiều quá, số lượng nó nhiều quá cho nên bây giờ nó chợm xong rồi nó đẩy vô đâu biết chiếc ad nào ra chiếc ad nào. Đúng không? Chiếc ad nào cũng chợm chiếc ad nào, giờ muốn bắt mấy ai được giờ. Đùa vui thôi nha anh em.